thứ bảy sau Chúa Nhật 27 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu luôn đề cao những người biết đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ngài đề cao họ bằng cách coi trọng họ như là mẹ của Ngài. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với những người chung quanh: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đức Giêsu không coi thường mẹ Maria, nhưng trái lại, Ngài mặc khải cho chúng ta biết mối tương quan sâu xa giữa Ngài và mẹ Maria. Mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục mà hướng tới một gia đình rộng lớn hơn. Gia đình luôn tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong gia đình đó, mẹ Maria vừa là mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, vừa là người môn đệ Đức Giêsu, vì mẹ luôn đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quả thật, Đức Maria là người được Thiên Chúa đoái thương và chúc phúc, không phải vì mẹ đã kêu mang con Thiên Chúa làm người, nhưng vì suốt cuộc đời mẹ luôn kêu mang Thiên Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp mật thiết với Chúa trong kinh nguyện. Mẹ gặp gỡ Chúa trong thánh kinh. Mẹ hòa hợp ý mình vào thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đáng được chúc phúc vì mẹ chuyên tâm lắng nghe thánh ý Chúa và hết lòng tuân giữ. Nói cách khác, suốt cuộc đời Đức Maria, từ biến cố truyền tin cho Đức Maria kêu mang con Thiên Chúa làm người, cho đến khi mẹ đứng dưới chân thập giá, mẹ luôn đón nhận thực thi thánh ý Chúa qua lời thưa xin vâng. Thưa cộng đoàn, chính vì đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa mà mẹ Maria đã kêu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người. Mẹ thưa với sứ thần trong biến cố truyền tin: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Có thể nói, trước khi kêu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người, Đức Maria đã đón nhận lời Chúa vào cuộc đời của mình. Nơi mẹ Maria, quan hệ máu mủ ruột thịt với Đức Giêsu được xây dựng trên thái độ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Quả thật, mẹ Maria chỉ là mẹ Đức Giêsu bởi vì mẹ đã lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, mỗi người tín hữu được mời gọi và luôn đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày, để chúng ta cũng được trở thành người nhà của Chúa. Đức Giêsu không giới hạn người thân trong quan hệ huyết tộc. Ngài mở rộng mối dây thiêng liêng của đức tin để liên kết mọi người trở thành anh chị em với nhau, thành con cái Thiên Chúa và thành người nhà của Ngài qua việc đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Xin cho người tín hữu luôn biết đón nhận, lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để lời Chúa trở thành lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Xin cho chúng ta luôn giới thiệu Chúa cho mọi người, để mọi người cũng tin vào Đức Giêsu, trở thành người nhà của Chúa và gia đình của Chúa được mở rộng khắp nơi. Xin Chúa hoán cải và biến đổi đời sống chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn tâm trí chúng ta, để chúng ta đi vào trong tương quan với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, đón nhận sức sống của Đức Giêsu qua lời của Ngài, để lời Chúa trở thành lương thực là nguồn sức sống cho cuộc đời của chúng ta, để từ đây chúng ta
phải chu toàn sứ vụ giới thiệu Đức Kitô cho cuộc đời. Thứ bảy sau Chúa Nhật 27 thường niên, tin mừng theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu luôn đề cao những người biết đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ngài đề cao họ bằng cách coi trọng họ như là mẹ của Ngài. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với những người chung quanh: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đức Giêsu không coi thường mẹ Maria, nhưng trái lại, Ngài mặc khải cho chúng ta biết mối tương quan sâu xa giữa Ngài và mẹ Maria. Mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục mà hướng tới một gia đình rộng lớn hơn. Gia đình luôn tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong gia đình đó, mẹ Maria vừa là mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, vừa là người muôn đệ Đức Giêsu, vì mẹ luôn đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Quả thật, Đức Maria là người được Thiên Chúa đoái thương và chúc phúc, không phải vì mẹ đã kêu mang con Thiên Chúa làm người, nhưng vì suốt cuộc đời mẹ luôn kêu mang Thiên Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp mật thiết với Chúa trong kinh nguyện. Mẹ gặp gỡ Chúa trong thánh kinh. Mẹ hòa hợp ý mình vào thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đáng được chúc phúc vì mẹ chuyên tâm lắng nghe thánh ý Chúa và hết lòng tuân giữ. Nói cách khác, suốt cuộc đời Đức Maria, từ biến cố truyền tin cho Đức Maria kêu mang con Thiên Chúa làm người, cho đến khi mẹ đứng dưới chân thập giá, mẹ luôn đón nhận thực thi thánh ý Chúa qua lời thưa xin vâng. Thưa cộng đoàn, chính vì đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa mà mẹ Maria đã kêu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người. Mẹ thưa với sứ thần trong biến cố truyền tin: tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Có thể nói, trước khi kêu mang và sinh hạ con Thiên Chúa làm người, Đức Maria đã đón nhận lời Chúa vào cuộc đời của mình. Nơi mẹ Maria, quan hệ máu mủ ruột thịt với Đức Giêsu được xây dựng trên thái độ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Quả thật, mẹ Maria chỉ là mẹ Đức Giêsu, bởi vì mẹ đã lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, mỗi người tín hữu được mời gọi và luôn đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Chúa trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày, để chúng ta cũng được trở thành người nhà của Chúa. Đức Giêsu không giới hạn người thân trong quan hệ huyết tộc. Ngài mở rộng mối dây thiêng liêng của đức tin để liên kết mọi người trở thành anh chị em với nhau, thành con cái Thiên Chúa và thành người nhà của Ngài qua việc đón nhận, lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Xin cho người tín hữu luôn biết đón nhận, lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để lời Chúa trở thành lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Xin cho chúng ta luôn giới thiệu Chúa cho mọi người, để mọi người cũng tin vào Đức Giêsu, trở thành người nhà của Chúa và gia đình của Chúa được mở rộng khắp nơi. Xin Chúa hoán cải và biến đổi đời sống chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn tâm trí chúng ta, để chúng ta đi vào trong tương quan với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, đón nhận sức sống của Đức Giêsu qua lời của Ngài, để lời Chúa trở thành lương thực,
là nguồn sức sống cho cuộc đời của chúng ta. Để từ đây, chúng ta phải chu toàn sứ vụ giới thiệu Đức Kitô cho cuộc đời.